Thấy anh giới thiệu bộ giáo trình solo freestyle, không biết là trong bộ full bộ giáo trình đó thì có là những hợp âm tắc của những tông giả như la thứ hoặc là mi thứ hay không? Anh em yên tâm, full bộ giáo trình của mình thì hỗ trợ cho anh em về trong đó có cả hợp âm solo trên cao anh em. Ví dụ như tông la thứ, la thứ lên đây, rê, rê thế lên đây, là mi thế trên cao ha, tới đâu nè, pha tới sòn, anh em thì sẽ có những cái hợp âm mà hướng dẫn cho anh em về hợp âm ở trên cao. Thì những hợp âm trên cao, những hợp âm tắc solo này sẽ hỗ trợ cho anh em là khi mà anh em dò nốt tới đâu thì anh em phải chơi được hợp âm solo tới đó. Đây là cái khúc mắc của rất là nhiều anh em mà đang chuyển mình từ điểm hát sang solo. Thì anh em hoàn toàn yên tâm nha. Anh em cần bộ full bộ giáo trình của mình thì anh em vào phần hồ sơ của bộ guitar nha.